D&D Gel hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt, với những mặt hàng mới như khẩu trang và hand sanitizer, mua trên $30 sẽ được free shipping. Mọi chi tiết xin vào dndgel.com. Gặp gỡ nhạc sĩ Lê Quang và ca sĩ Thanh Thảo. Thanh Thảo xin chào quý vị. Đây là lần đầu tiên Thanh Thảo được có một cơ hội hợp tác với lại Trung tâm Thúy Nga. Và trong chương trình Music Box, Thanh Thảo cảm thấy rất là hạnh phúc và háo hức bởi vì đây là đêm nhạc tình ca Lê Quang, một người anh rất là thân thiết với lại Thanh Thảo. Bởi vì vậy Thanh Thảo đã có mặt ở đây trong đêm nay. Tiếp lời Thanh Thảo thì Lê Quang cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Trong đêm nay thì đâu đó rải rác cũng có những đêm nhạc của Lê Quang rồi, nhưng mà trong cái không khí mà ấm cúng như thế này của Music Box Trung tâm Thúy Nga thì là Lê Quang cảm thấy rất là tình cảm. Mà thứ nhất là ba anh em lâu quá không gặp. Đấy, trong cái gọi là dịp, một cái dịp Covid như thế này mà chúng ta anh em mình gặp nhau là rất là quý. Mà lại gặp đúng ở bên Mỹ nữa, chứ là bình thường anh em mình thì vẫn gặp ở các show rồi các chương trình, nhưng mà ở bên Mỹ là gặp ở trong một cái chương trình như thế này ấm cúng, mà lại đặc biệt là chỉ có nhạc của Lê Quang. Kính thưa quý vị, là chắc là quý vị cũng rất là quen thuộc với những tình khúc mà quý vị nghe rất nhiều ca sĩ của nhiều thế hệ hát. Ngày xưa thì anh Minh Thuận này, rồi sau đấy Lam Trường, Đan Trường, Bằng Kiều, rồi Thanh Thảo, sau này còn Mỹ Tâm, rồi rất nhiều những ca sĩ mà hát nhạc của anh Lê Quang. Nhưng mà đôi khi á, thì nhiều khi quý vị chỉ nghe nhạc và ca sĩ thôi, không biết là người nào sáng tác. Thì ngày hôm nay anh Quang là nhân vật chính của đêm ngày hôm nay. Những bài hát của anh sẽ lần lượt được gửi tới quý vị qua Bằng Kiều, Thanh Thảo. Nhưng mà còn rất nhiều những cái điều kỳ lạ nữa. Bất ngờ nữa bất không ngờ. Đấy. Đây là một chương trình mà phải nói là sẽ có rất là nhiều bất ngờ về phía sau nữa. Quý vị nhớ đón xem. Quý vị cũng biết là những ca khúc như là Đi Về Nơi Xa này, Chuyện Từng Tình Thế Thôi này, Mùa Hạ Mãi Xa này, Đốt Chút Lá Khô, tất cả những cái bài hát hay mới đây thì trong cuốn 129 Bằng Kiều đã hát một ca khúc mà anh Lê Quang cùng với Hà Quang Minh viết về cha. Đấy, rất là anh Quang thì viết rất nhiều những thể loại khác nhau, nhạc tình rất nhiều rồi, nhưng mà ca khúc vừa rồi thì là một ca khúc rất xúc động và được quý vị rất là yêu mến. Bằng Kiều và con trai của Bằng Kiều đã hát trên cuốn Price by Night 129. Nếu quý vị xem rồi thì bây giờ quay lại xem lại để xem là anh Quang anh viết nhạc nó khủng khiếp như thế. Thì bây giờ chắc chắn mở đầu chương trình sẽ là một ca khúc mà cực kỳ quen nhưng mà sẽ phối mới một tí nhỉ anh nhỉ? Sẽ phối mới lại một tí để cho nó sung hơn. Bởi vì quý vị nghe rất nhiều version rồi, ngày hôm nay sẽ là một cái version tươi vui qua giọng ca của nữ ca sĩ Thanh Thảo. Thưa quý vị, đây là ca khúc Chuyện Thường Tình Thế Thôi, một trong những bài hát rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Lê Quang, và rất là nhiều ca sĩ trình bày bài hát này rồi. Và hôm nay thì Thảo có dịp lần đầu tiên hát bài hát Chuyện Thường Tình Thế Thôi qua cái version rất là mới. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cuộc tình ngày nào đã trao cho anh, giờ chỉ còn trong đớn đau. Cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau, giờ bỗng phôi phai mau. Mình em bước đi trong mưa chiều nhớ anh. Hàng cây vắng tanh tiễn đưa em về kỷ niệm. Dù cuộc tình mình cũng
thẫn thờ. Nhìn đường đời dài chỉ riêng em thôi, người hỡi anh ơi, anh có hay ngàn lời nói cho nhau bây giờ. Ích chi, xin hãy khóc đi, rồi ngày mai chia ly. Đừng trách gì nhau anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi. Dẫu có buồn, dẫu có vui, cũng là kỷ niệm. Giọt nước mắt lăn dài, tình yêu đó xa rồi, tìm trong lãng quên người yêu hỡi. Đừng trách gì nhau anh ơi, ngày tháng rồi quên đi thôi. Nước mắt nhìn những dấu yêu mãi về chốn nào. Giọt nước mắt khô rồi, người yêu hỡi thôi đành ta chia tay chuyện thương tình. Trao cho anh giờ chỉ còn trong đớn đau. Cuộc tình ngày nào đã trao cho nhau giờ bỗng phôi phai mau. Mình em bước đi trong mưa chiều nhớ anh. Hàng cây vắng tanh tiễn đưa em về kỷ niệm. Giờ cuộc tình mình cũng như mây trôi thân thơ. Nhìn đường đời dài chỉ riêng em thôi, người hỡi anh ơi, có hay ngàn lời nói cho nhau bây giờ. Ích chi, xin hãy khóc đi, rồi ngày mai chia ly. Đừng trách gì nhau anh ơi, đừng trách gì nhau anh ơi. Dẫu có buồn, dẫu có vui, cũng là kỷ niệm. Giọt nước mắt lăn dài, tình yêu đó xa rồi, tìm trong lãng quên người yêu hỡi. Đừng trách gì nhau anh ơi, ngày tháng rồi quên đi thôi. Nước mắt nhìn những dấu yêu mãi về chốn nào. Chia tay chuyện thương tình thế thôi. Đừng trách gì nhau anh ơi, ngày tháng rồi quên đi thôi. Nước mắt nhìn những dấu yêu mãi về chốn nào. Giọt nước mắt khô rồi, người yêu hỡi thôi đành ta chia tay chuyện thương tình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Quang với một bài hát rất là hay và rất là tình cảm. Chuyện thường tình thế thôi. Ngày xưa cái bài này nó hit đến mức mà nó là đi đâu cũng nghe hả? Không phải cái cửa miệng cái câu chuyện thường tình thế thôi là cửa miệng của rất nhiều người. À dạ. Đấy, cứ có vấn đề gì xảy ra cái là ôi chuyện thường tình thế thôi. Đấy. Mà phải qua cái giọng của anh Kiều đó nghe nó mới hay. Nó trở thành một, giống như một cái câu mẫu của rất nhiều gọi là dân mạng đấy. Một lần nữa cảm ơn Thanh Thảo. Và rõ ràng khi nghe lại bài hát này, thật sự thì cũng nghe đâu đó cũng nhiều, nhưng mà rõ ràng khi nghe Thanh Thảo hát thì Lê Quang lại nhớ tại những cái năm tháng anh em mình lang thang. Dạ. Anh em mình lang thang mà có một người ca sĩ mà khi nghe bài này phải nhắc tới
đó là ca sĩ Hồng Ngọc. Hồng Ngọc, dạ. Hồng Ngọc là người trình bày bài hát này đầu tiên và đừng trách gì nhau anh ơi. Và từ bài hát này thì mọi người biết đến ca sĩ Hồng Ngọc nhiều hơn, và anh Quang cũng như là Hồng Ngọc, Thanh Thảo đều đã có một cái quá trình rất là thân với nhau và rất là lâu rồi. Tính tới bây giờ chắc cũng phải là 20 năm anh em hơn 20 năm anh em cùng nhau có những cái tâm sự, mà có những đêm mà anh Quang nghe tâm sự của Thảo xong rồi còn viết bài hát tặng Thảo nữa. Ví dụ như là bài Có Phải Mình Mất Nhau đấy. Đó là bài hát mà khi mà Thảo chia tay người yêu đó thì anh Quang người yêu nào? Tự nhiên anh hỏi chia tay người yêu, người yêu nào, thời điểm nào? Bây giờ em nói thời điểm nên là anh biết. Thời điểm nào hả anh Quang? Biết đó, để anh Quang bật mí chứ để Thảo bật mí nó thôi, kỳ chuyện thường tình thế thôi. Thì hôm nay ngồi ở đây á, thì nói thật là em rất là vui, rất là xúc động vì những cái mà anh em mình có cả một cái thời gọi là oanh liệt đấy, ngang dọc đấy. Mặc dù là bây giờ thì vẫn cứ ngang dọc, nhưng mà bây giờ mà dọc cái, ngang cái lúc mà mình trẻ ấy, nó sung lắm. Cái tức là làm em nhớ là em chỉ nhờ em chỉ bảo ôi sắp đến chương trình anh Quang viết bài này bài kia cái, thế là một hai hôm sau có ngay lập tức. Riêng cái về viết thì anh Quang cực kỳ nhanh. Và có một cái bài hát này người hát đầu tiên là một nam ca sĩ mà đàn anh của Bằng Kiều rất là nổi tiếng, đó là ca sĩ Minh Thuận. Anh đã gọi là qua đời vì một cơn bạo bệnh, nhưng mà giọng hát của anh thì đến bây giờ cũng vẫn còn rất nhiều khán giả yêu mến, và nhất là những cái bài hát mà anh thể hiện. Bài hát Mùa Hạ Mãi Xa của anh Lê Quang viết cho anh Thuận là thời điểm nào anh? Anh nghĩ được khoảng 20 năm rồi. 20 năm. 20 năm, hơn á, thậm chí hơn, chút xíu thôi. Nhưng mà rõ ràng là, mà không biết lý do tại sao là lúc đó thì Lê Quang mới viết bài Đi Về Nơi Xa. Thì tự nhiên có một ngày thì Lê Quang với Minh Thuận thì đi diễn chung, hồi xưa mình đi đệm mà lúc mà Minh Thuận, Nhật Hào, chàng trai Beijing rồi đi đệm thì anh em biết nhau lâu. Nhưng mà một ngày Minh Thuận nói anh ơi viết cho em bài, thì mình thấy là Minh Thuận cũng cỡ Lê Quang, thì nói là sau này mình nghĩ là Minh Thuận là một người nhạy bén, quá nhạy bén tới cái tình hình cái âm nhạc á, có chẳng hạn nhạy bén, chẳng hạn như thấy một bài Lê Quang viết vậy thì đặt viết tiếp, thì trong cái mạch của Đi Về Nơi Xa thì nó nằm trong Mùa Hạ Mãi Xa hơn. Sau này thì Lê Quang có thống kê theo chủ quan thôi, thì hai cái người mà nhảy bén chịu khó trong showbiz là có hai người, đó là nếu mà nam là nam ca sĩ Minh Thuận và nữ ca sĩ Thanh Thảo đang ngồi đây. Rất là nhạy bén. Em cảm ơn nhạy bén kinh khủng. Cảm ơn anh. Mà đấy, tức là ngày xưa là anh Lê Quang là quý vị cũng biết là một tay bass gọi là nổi tiếng của ban nhạc Da Vàng ở Sài Gòn ngày xưa, thì chỉ là đánh đàn thôi, viết chỉ là chơi thôi đúng không? Viết Đi Về Nơi Xa là viết tự viết cho ban nhạc hát, nhưng mà ai ngờ đâu thì nó lại hit quá. Thế là từ đó trở đi anh đã bước chân vào con đường viết lách. và lần lượt có rất là nhiều các ca khúc nổi tiếng và các ca sĩ trình bày rất là thành công. Thì đó, nó nói chung là nổi tiếng nó có là cái số rồi. Mà khi mà cô đã thương, mà tổ đã thương, thì làm người thường cũng nó cũng khó. Đấy. Thì bây giờ xin mời quý vị cùng nghe lại. Bằng Kiều sẽ hát lại ca khúc Mùa Hạ Mãi Xa của nhạc sĩ Lê Quang. Xin mời quý vị. Những cơn mưa mùa hạ, đừng vội khóc cho cuộc tình vừa xa. Mưa giăng lối xưa, đêm sâu nỗi đau. Những cơn mưa mùa hạ còn rơi,
buốt tim anh mùa hạ mãi xa. Từng đêm vắng tiếng mưa rơi ngoài hiên, nụ hôn cũ như chợt về ngày xưa. Đêm sâu nhớ ai lang thang lối xưa, những cơn mưa mùa hạ còn rơi. Dẫu trong tim mùa hạ mãi xa, chợt có tiếc nuối cho cuộc tình xưa trong mưa. Giá bút nỗi nhớ nghe thời gian trôi vắng em. Dẫu biết nước mắt như buồn rơi trong tim, bóng tôi di vãng khóc cho cuộc tình vừa xa. Mưa giăng lối xưa, đêm sâu nỗi đau, những cơn mưa mùa hạ còn rơi. Buốt tim anh mùa hạ mãi xa. Từng đêm vắng tiếng mưa rơi ngoài hiên, nụ hôn cũ như chợt về ngày xưa. Đêm sâu nhớ ai lang thang lối xưa, những cơn mưa mùa hạ còn rơi. Dẫu trong tim mùa hạ mãi xa, dẫu có tiếc nuối cho cuộc tình xưa trong mưa. Giá bút nỗi nhớ nghe thời gian trôi vắng em. Dẫu biết nước mắt như buồn rơi trong tim, bóng tôi di vãng như mùa hạ mãi. Kiều, anh hát hay dễ sợ luôn. Đây là một trong những nam ca sĩ mà có chất giọng rất là đặc biệt thưa quý vị. Bởi vì mỗi lần mà anh Kiều anh cất cái giọng lên là không lẫn vào đâu được. Mà thêm nữa là dạt dào tình cảm mà vẫn không kém phần kỹ thuật. Anh hát mà giống như em đang tưởng tượng là mở đĩa vậy đó. Không phải là hát live. Xin cảm ơn Thanh Thảo, xin cảm ơn quý vị
bởi vì là anh Quang là nhân dân rock mà, cho nên là bài hơi căng. viết bài lúc nào nó cũng phải rock nó em thích những cái thể loại ngày xưa là mê mấy cái kiểu rock ballad. Thì những cái bài bài Mùa Hạ Mãi Xa này là anh viết riêng, anh Thuận đặt hàng đúng không? Anh đúng rồi, Thuận đặt hàng, chính xác. Nhưng mà bà vui lắm. Sẵn hát cái bài này thì Lê Hoa cũng nhớ với cái kỷ niệm rất là vui. Là có thời đó thì cái bài nào có chữ xa là nổi tiếng. Nhiều lắm. Đúng rồi. Đi về đã xa. Một thời đã xa nè. Trả nợ tình xa nè. Tình xa khuất. Tình xa khuất. Cho người tình xa. Sống mà Lê Quang viết cái Mùa Hạ Mãi Xa nó cha sao kỳ vậy ta. Mấy người nói chứ ăn theo cái chữ xa quá, tại bài đầu xa nó cũng nổi tiếng thật sự là vậy. Sao cái phong thủy mà, phong thủy, thủy. Sao cái bài Mùa Hạ Mãi Xa là né chữ xa không nhớ. Xin né từ xa là tới bài gì kế tiếp bài Mùa Hạ Mãi Xa đó, anh có nhớ không đó, anh? Tới Mùa Hạ Mãi Xa xong là bắt đầu là viết nhiều. Như vậy thì cái bài hát mà Thanh Thảo rất là may mắn là có một ca khúc của nhạc sĩ Lê Quang, đó là bài hát Trái Tim Lỡ Lầm. Anh Quang, bài hát đó rất là hay, và chính nhờ cái bài hát Trái Tim Lỡ Lầm của nhạc sĩ Lê Quang mà Thảo đã có một bước phát triển rất là mạnh trong một chương trình ca nhạc nổi tiếng vào thời đó, và nói chung là bước vào trong một trong những cái ca khúc hit nhất mà tạo nên cái tên tuổi cho Thanh Thảo vào lúc bấy giờ. Bài Trái Tim Lỡ Lầm là em đặt hàng hay là viết riêng cho em hay là như nào, cho chương trình gì? Dạ không ạ, cái bài hát đó là thật ra là anh Quang viết cho ai đó thì cái đó em không biết. Đúng rồi, tại vì cái đó là chắc là chỉ có bà Cam Thơ mà biết thôi, chứ em thì không biết là cái bài đó là viết cho ai đâu. Em chỉ thấy cái bài hay quá và xin phép anh Quang được trình bày bài hát đó, và chính nhờ cái ca khúc Trái Tim Lỡ Lầm thì Thanh Thảo đã có được một vị trí rất là cao trong bảng xếp hạng của chương trình Làn Sóng Xanh, và bài hát đó cũng là trở thành một trong những bài hát mà mọi người nhắc đến Thanh Thảo. Và ngày hôm nay thì Thanh Thảo rất là hân hạnh sẽ mời quý vị cùng nghe lại ca khúc Trái Tim Lỡ Lầm của nhạc sĩ Lê Quang. Trong đêm tìm hoài tháng năm, anh như loài chim phiêu lãng không về, mình em ngồi đây ngắm ánh sao rơi, trái tim lầm lỡ âm thầm buồn thương ngày qua, nước mắt em rơi nghe đau tình người. Giờ tình đã xa, con tim ra búa trong hồn, tìm hoài tháng năm, anh như loài chim phiêu lãng không về, mình em ngồi đây ngắm ánh sao rơi, trái tim lầm lỡ âm thầm buồn thương ngày qua, nước mắt em rơi nghe đau trên mũi tình gầy, hãy khóc
ra bua trong hồn. Tìm hỏi tháng năm, anh như loài chim phiêu lãng không về. Mình em ngồi đây ngắm ánh sao rơi, trái tim lầm lỡ âm thầm. Buồn thương ngày qua nước mắt em rơi, nghe đâu tình ơi. Thơ đừng nói yêu em, nơi đây em khóc một mình. Đừng lừa dối chi nhau, cho đêm mưa qua đời nhau. Lạnh lùng bước chân đi, sương rơi trên xin cảm ơn anh, cảm ơn quý vị. Thực sự thì dạ, bài hát này chất chứa đầy cảm xúc. Và hồi nãy khi em hát đó, bỗng nhiên em nhớ lại đúng thiệt là ngày xưa khi mình bước vào nghề ca hát, nhất là những cái ngày tháng đẹp nhất trong cái sự nghiệp ca hát của mình, thì đây, những cái bài hát này chính là những bài hát mà gắn liền với những cái kỷ niệm một thời mà có lẽ mãi sau này Thanh Thảo cũng sẽ không bao giờ quên được. Xin cảm ơn nhạc sĩ Lê Quang rất nhiều. Cảm ơn em. Thì thanh xuân của em cũng là thanh xuân của anh. Đấy. Và thanh xuân của rất là nhiều người. Mà khi mà quý vị nghe lại bài hát này, Thanh Thảo tin chắc rằng sẽ rất là nhiều người nhớ lại một thời kỷ niệm của mình. Mà những cái bài của anh nhá, em để ý nhá, bài nào cũng khóc. Mà không biết mà đặc biệt vậy nè anh, khóc ầm lên. Không biết là khóc, nhưng bà người yêu hay là bà vợ của anh hay khóc hay sao, cái gì không ai khóc hết. Nên vậy là mình phải, trong bài hát mình phải tự khóc trong đó. Đừng vội khóc này, rồi là hãy khóc đi này, rồi chia tay không à, chia tay không à, khóc đi, hãy khóc, khóc đi đêm nay này, rồi đúng. Mà đặc biệt nha quý vị biết không, đây là người đàn ông rất là trung thủy. Đây là người đàn ông trung thủy lắm. Thanh Thảo thấy từ đó giờ anh chỉ có một vợ à. Đó, cho nên là Thanh Thảo không hiểu là cảm xúc ở đâu ra mà anh có thể anh sáng tác những cái bài mà đau khổ vật vã như vậy. Dạ, cảm giác từ em à? Từ các em chứ ở đâu. Đừng, vậy là ý anh nói là em khóc ngoài đó hả? Có, không phải khóc trong lúc anh ấy chứng kiến. Anh ấy chứng kiến những mối nhiều, tình của em nữa à. Nhiều người chứ đừng nói một mình Thanh Thảo không. Dạ. Nhưng mà em phải để ý chẳng hạn, anh thường anh lời của anh dư lắm. Anh rất là dư lời khi anh viết lời, anh rất không có sợ viết lời. Nhưng mà riêng cái bài Trái Tim Lỡ Lầm có một A, anh không viết A2 nha. Dạ đúng rồi, chỉ có độ đảo nốt tí xíu thôi. Dạ, em có biết, chỉ em có biết. Một lời. Dạ. Sau này mình nghĩ tại sao mình lại viết có một A vậy ta, nhưng mà giờ đã nổi tiếng rồi. Nhưng mà anh biết sao, có khi nhiều khi có những cái ca vừa dần, dạ, ngắn gọn xúc tích nhưng mà lại làm cho khán giả nhớ. Và khi mà nhớ nhanh và thuộc nhanh thì chắc chắn bài hát đó sẽ dễ đi vào lòng người hơn và cũng dễ nổi tiếng hơn. Cho nên là anh đừng có lo cái chuyện mình nó ngắn. Nãy giờ thì quý vị nghe là bài viết riêng cho anh Minh Thuận này, viết cho Thanh Thảo này. Bây Đang giờ trường ấy, nè, đó. Bây giờ ấy là một bài hát mà anh Quang viết cho em. Đấy, cái bài này ấy, là bài mà em đặt hàng đàng hoàng, mà đặt đúng là rock ballad nhá. Anh Quang viết em bài rock ballad bởi vì là anh ấy thường thường là ví dụ như là nhạc sĩ nào mình lúc nào mình đang cần một thể loại nào thì mình sẽ tìm cái nhạc sĩ đó. Dạ, đúng. Đấy, anh Quang là cái người viết rock ballad nó ở trong máu rồi, tức là cứ viết là nó ra cái kiểu đấy, bài nhạc da vàng mà. Nó ở trong máu rồi, rock rồi đấy. Mà khi mà em hát bài này em có quay luôn
quay MV luôn đúng không? Hình như có MV luôn đấy. À, không nhớ. Quan trọng là bài gì em đang hồi hộp nè, bài gì. Mà lúc đấy là lọt vào top làn sóng xanh. Thì anh lại qua bên này. À vậy đó hả? Ngay lúc đấy luôn. Ngay lúc đấy là lọt top làn sóng xanh thì anh qua bên này. Thì ở nhà Tuấn Hưng ấy là lại được thừa hưởng cứ thế lên diễn, bởi vì là cái ca khúc mà. Ồ, thế là... ca khúc lọt top. Rồi em đoán được rồi, đốt chúc lá khô. Đó, đúng không? Chuẩn luôn. Ồ, nhưng như vậy là tức là bài đấy anh đặt hàng đầu tiên á hả? Bài đấy là anh Quang viết cho anh. Đó, bài đốt chút lá khô này là em đặt, nhưng mà cái lúc mà anh viết xong cái bài này là anh có nhớ là nó có một cái kỷ niệm gì gắn với cái bài này không? Hình như là bài này Kiều hát năm 2001. Ừ. Đúng rồi, hình như là 2001. Lê Quang nhớ là 21 hay 22 ta không nhớ, nhưng mà trong một cái dịp là lúc đó là Sài Gòn cháy tòa ITC của Sài Gòn, phải không? Liên quan tới cháy tòa nhà. Không phải, cái tòa nhà đó cháy không liên quan tới bài hát này, không có liên quan. Là em đang thấy là tòa nhà cháy và đốt đó. Thì đó thì khi viết là không có liên quan tới cái câu chuyện đó, nhưng mà lúc mà Kiều hát thì là đạo diễn á, thì đốt mà đốt chút lá khô mà làm một cảnh coi như đại cảnh mà nhiều màn hình mà cháy rừng rực phía sau, rồi thả lá rồi này kia giải xuống, thì gợi nhớ cái cảnh mà cháy thì, thành ra là cháy trung tâm thương mại ngay giữa Sài Gòn, đâm ra thì hơi nhạy cảm chút, hơi nhạy cảm tí, tức là cho sân khấu dựng như vậy không được, nhạy cảm quá, mới nhạy cảm quá thì là thì có vừa mới cháy xong lại ông lại đốt chút lá khô. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Kiểu nhạy cảm quá thôi rồi cho bớt cháy lại tí. Nhưng mà em nghĩ là qua giọng của anh Kiều thì thế nào là còn cháy phừng phừng nữa chứ không có bớt được. Đó thì có những cái kỷ niệm mà sự trùng hợp rất là vui quý vị ạ. Và bài đốt chút lá khô này hôm nay quý vị lại thưởng thức lại tiếng đàn bass của anh Lê Quang, một tay bass có hạng của Sài Gòn. Xin mời quý vị cùng đến với đốt chút lá khô. Bay xa đừng vội quên bao nhiêu ân tình, ném chiếc lá buồn vào thinh không, ngồi lặng yên nghe mưa xóa dấu vết người về đêm qua, tình còn đâu cho tim ông sầu, gửi chút gió về miền hư vô, chợt con nghe tình buồn. Và tôi vẫn hát bài tình ca cho nhau, và tôi vẫn hát dịu tình yêu vào hư không. Xin em hãy đến một lần thôi đêm này, mùa đông như thứ cùng tình yêu
bao nhiêu ân tình, ném chiếc lá buồn vào thinh không, ngồi lặng yên nghe mưa xóa dấu vết người về đêm qua. Tình còn đâu trong tim âu sầu, gửi chút gió về miền hư vô, chợt còn nghe, còn nghe tình buồn. Và tôi vẫn hát bài tình ca cho nhau, và tôi vẫn hát dịu tình yêu vào hư không. Xin em hãy đến một lần thôi đêm này, mùa đông như thức cùng tình yêu đêm nay. Hãy hát cho tình yêu, tình yêu lá vẫn cứ rơi khi mùa đông về. Hãy hát cho tình yêu người ơi, đốt chút lá ở trên sân khấu mới sướng nhỉ. Hồi đó chưa kêu đánh guitar. Đánh mà. Guitar luôn em, anh guitar câu của Dũng Đà Lạt đấy. Nói thật là khi mà nói thật là khi mà nghe lại những cái ca khúc này, thật sự ra là anh em mình nhớ thiệt anh ha. Nhớ cả một cái khoảng thời gian quá nhớ luôn. Đẹp. Những cái thời gian mà khán giả cũng biết là cái làn sóng xanh ấy là nó là một cái gì đấy rất là mới. Cái thời gian đó lần đầu tiên ở Việt Nam gọi là có một cái bảng xếp hạng nhạc nhẹ đấy, bảng xếp hạng đàng hoàng mà hoàn toàn 100% là do khán giả bình chọn, chứ không có một cái hội đồng nghệ thuật hay là gì cả, cũng không hoàn toàn can thiệp gì hết, không can thiệp gì được. Em còn nhớ là cái bài đầu tiên hit của em ấy là một bài song ca cùng với Mỹ Linh là Trái Tim Không Ngủ Yên. Thì lúc đó là hoàn toàn em không có một cái quan niệm, một cái ý thức gì là mình là nổi tiếng cả. Tự nhiên là em đi, em ở Hà Nội thì em đi ra ngoài đường bình thường thôi, thì tất cả những cái băng, tiệm băng đĩa ấy, hầu như tiệm nào nó, người ta cũng mở cái bài đấy. Thế mình bảo mà khi mà em thu thì em có biết là khi nào ra hay là khi nào phát hành gì đâu, em không hề biết cái chuyện đấy. Đến khi mà trung tâm ra cái CD đó là CD của Mỹ Linh đấy, chứ không phải là của em. Em chỉ góp mấy bài trong đó mà toàn bài hit ở trong đấy. Bài nào em hát song ca với Mỹ Linh đều lúc đấy là đều hot, là bài này là bài nổi tiếng nhất này, là Trái Tim Ngủ Yên này, xong rồi đến Nếu Điều Đó Xảy Ra, rồi đến Giọt Sương Mí Mắt. Đấy là những cái bài rất là lúc đấy nổi tiếng, thì em hoàn toàn em không biết gì luôn. Bạn em nó cứ gọi điện, sao nghe giọng giọng mày thế. Xong rồi em cũng phóng xe ra tiệm băng đi, em đứng ở ngoài em nghe thì đúng rất giọng mình. Cái này tao thu với Mỹ Linh ấy mà. Thì em không có hề có một cái gọi là ý thức mình là người nổi tiếng. Đến khi em được trung tâm Bến Thành ở trong Sài Gòn, lúc đấy là
gọi để vào biểu diễn trao giải chương trình Làn Sóng Xanh, thì em mới biết là có chương trình Làn Sóng Xanh. Chứ em có biết đâu, không hề biết, bởi vì là bạn em ở trong Sài Gòn ấy, thì nó bảo tuần nào ta chả gặp mày, bảo ta có vào Sài Gòn đâu, mày tuần nào mày ở trên báo Tuổi Trẻ. Bởi vì là lúc nào bảng xếp hạng cũng ở trên báo. Đấy, mỗi tuần đều ở trên báo, và tuần nào ta chả thấy tên mày trên này. Em không hề biết gì hết, đến khi mà em vào mời em vào để nhận giải, em cũng không có một cái ý niệm gì ở trong đầu là ok vào nhận giải thì nhận giải thì vào thôi. Vào xong rồi người ta sắp xếp cho ở khách sạn xịn, khách sạn 4 sao, khách sạn quê hương ở Phạm Ngũ Lão, rồi đấy là xịn. Nhớ dai dễ sợ. Người lần đầu tiên mà vào trong Sài Gòn mà được mời đầu vào Sài Gòn luôn hả? Không, tức là trước đó thì vào chơi rồi này kia các thứ, nhưng mà lần đầu tiên mà được mời vào để tham gia chương trình lớn, tham gia một cái chương trình lớn mà hoàn toàn không có một cái ý thức, không biết gì hết. Khi mà lúc trước khi Làn Xanh mời là Kiều cũng vào Sài Gòn, nhưng mà vào hút thuốc lào đi về thôi. Vào chỉ lang thang hút thuốc lào thứ đó về thôi. Mới lại có thu một vài cái CD với Nguyễn Hà. Em biết mấy cái chương trình đó. Có hôm em đang ngồi hút thuốc lào ở buổi trưa, đang ngồi hút thuốc lào ở đường Phạm Ngũ Lão, thì ban tổ chức gọi điện và Kiều, bây giờ Kiều đi ra chỗ Cách Mạng 8, chỗ sân khấu Lan Anh ấy, và đi ra Lan Anh để nhận giải trước rồi tối mới diễn. Thì mình có biết là ra nhận giải, mình chỉ biết là thì ra vùng lắm là cầm cái bằng khen hay cái gì đấy, hay là cái cúp gì đấy. Em đang mặc quần đùi đi sang đan, mặc quần sọc ấy, đi sang đan, xong rồi một cái áo thun bình thường, em nhảy xe ôm ra. Mà mình có gì đâu, không hề biết, nhảy xe ôm ra thì ra tới nơi á là thấy đông người đông, không hiểu chuyện gì, thì mình cũng len vào. Thế tự nhiên có một hai người ta phát hiện ra bằng Kiều, không hiểu sao người ta lại biết mình. Thế là tất cả bao nhiêu người ta xúm vào không đi được nữa, thế là bảo vệ phải gạt ra, mà trong khi mình thì quần đùi áo mà mồ hôi mồ kê mướt mát. Sài Gòn nóng quá. Xong rồi đi lên, len mãi mới lên được sân khấu, thì ở trên đấy là có Lam Trường này, có anh Bảo Trấn, một vài nhạc sĩ đang đứng ở trên đấy để nhận giải rồi giao lưu với. Có 5.000 người đang ở đấy, 5.000 người đang đứng mà nắng chang chang như thế. Làn Sóng Xanh, cái sân khấu Lan Anh lúc đó, tức là nó không có một cái mái che, chưa có mái che gì cả, mà nắng như thế mà người ta đứng 5.000 người ở đấy từ buổi trưa. Em hãi quá, em bảo rồi sao mình nổi tiếng thế nhở. Bắt đầu mình bước lên sân khấu, người ta kêu tên mình, gào mang kêu bằng kêu. Anh mặc luôn cả quần đùi đấy lên, mặc quần sóc chứ anh làm có biết gì đâu, không hề. Ví dụ như là bây giờ mình còn biết là mặc áo vest rồi là cho nó đàng hoàng, lúc đấy là hoàn toàn không có một ý niệm gì hết. Đi xe ôm thì em biết đấy, đi xe ôm đến. Sau cái chương trình đấy, sau cái trao giải Làn Sóng Xanh nhá, xong rồi buổi tối buổi diễn đấy, mà lúc đó ấy, thì nói chuyện vui vui là lúc đó Mỹ Linh lại mới lấy chồng, cho nên là nó rất là tế nhị khi mà lại đi lên hát xong ca với em Trái Tim Không Ngủ Yên đấy. Cho nên là đáng nhẽ là Mỹ Linh là cũng phải vào để hát bài đấy, biểu diễn để những cái bài mà ở trong bảng xếp hạng, thì hoàn toàn là Mỹ Linh lại không vào, bởi vì là lúc đấy mới lấy chồng, nó hơi tế nhị một tí. Lúc đấy em thì vô tư thôi, lúc đấy mình làm gì có vợ, không có gì cả, mình vô tư hát với ai cũng được. Thế là ban tổ chức mới xếp Phương Thanh hát Trái Tim Không Ngủ Yên đấy. Thì tự nhiên là cái bài Trái Tim Không Ngủ Yên của em với Phương Thanh ấy cũng rất là mọi người rất là thích. Mọi người rất là thích. Về sau còn làm phim cơ mà, phim Trái Tim Không Ngủ Yên, phim chiếu rạp ấy, là em với Phương Thanh đóng.
Đấy thì là rất nhiều kỷ niệm và quý vị quá cũng nhiều. Vừa mới nghe tiếng đàn bass của anh Lê Quang vẫn còn nuột nà, vẫn còn không có gì, không lụt nghề, lâu không Oánh mà vẫn không lụt nghề. Thì bây giờ anh Oánh xong bài đấy rồi, bây giờ anh sẽ giới thiệu một cái nhân vật tiếp theo đi. Rất là đặc biệt quý vị ạ, chương trình này rất đặc biệt so với từ trước tới nay của Music Box, hoàn toàn mới lạ. Đáng lý là nhân vật này là phải để cho dành cho em giới thiệu chứ tự nhiên của anh Quang giới thiệu kỳ. Nhưng mà anh không phải để làm gì, để dẫu cho thôi. Để cho quý vị biết rằng những ca sĩ yêu mến nhạc sĩ Lê Quang như thế nào. Khi mà biết được là Music Box làm nhạc của anh Lê Quang ấy thì rất nhiều ca sĩ đòi hát, nhưng mà chương trình thì có giới hạn. Thời hạn nó không cho phép, cho nên là không thể nào mời được nhiều ca sĩ. Nhưng mà chắc chắn là ca sĩ sau đây sẽ làm cho quý vị ngạc nhiên và vô cùng là yêu mến. Anh Quang giới thiệu. Thì cái bài hát sắp tới thì, giống như Bằng Kiều, cái ca sĩ này tới bây giờ người ta vẫn nói là ca sĩ hiền nhất trong giới showbiz. Thật sự thì giờ thì nhiều người hiền, nhưng hộp đó thì hiền thiệt. Không cảm giác được sự nổi tiếng, và cũng là người rất là đam mê ca hát. Và anh em cũng từ thời gian đầu khi mà ca sĩ vào Sài Gòn, ca sĩ sắp tới sắp hát, và bài hát mà sắp tới dĩ nhiên nó có một câu chuyện của nó. Mà có thể là câu chuyện này Thanh Thảo cũng biết đúng không? Nhưng mà rõ ràng là Thảo thì biết hết. có liên quan tới nhạc của Lê Quang nhiều quá. Một ca khúc mà Lê Quang viết 3 lần thì là ca sĩ này mới đồng ý, có nghĩa là coi như là viết tới viết lui 3 lần để chốt lại cái bài hát này. Và lúc đó thì trong một cái loạt CD của nói chung là ca sĩ Quang Dũng đó, thì là loạt CD là chuyện là ta có một chữ rồi thôi. Thì là nói thì thôi anh viết cho em một cái bài hát làm cái tựa CD, tôi viết bài khi cũng một chữ. Khi bài khi. Và em chữ. Nghe bài đó em lại người tưởng đó khi ha. Người yêu tôi khóc nữa. Không, một cái chữ khi thôi mà làm em khóc rồi chứ chưa cần tới người yêu tôi khóc. Có một chữ khi thôi mà cái người đó hát cái bài đó xong là tự nhiên em khóc luôn. Dạ. Thế à? Nên bây giờ mỗi lần nhiều lắm ấy. Mỗi lần mà em nghe lại cái ca khúc Khi của nhạc sĩ Lê Quang do ca sĩ Quang Dũng trình bày thì thật sự ra là cảm xúc rất rất là nồng nàn, rất là dạt dào. Một ca khúc hay lắm thưa quý vị. Xin mời quý vị và cũng thật sự ra cũng là một điều rất là ngạc nhiên thì ba anh em mình ngồi đây trong khi Quang Dũng thì đang ở Việt Nam. Đang ở Việt thưa Nam. Quý vị là Quang Dũng thì đang ở Việt Nam mà ba anh em thì đang ngồi đây. Làm thế nào để Quang Dũng xuất hiện ở trong chương trình Music Box? Đây là một cái sự rất là yêu mến của ca sĩ đối với nhạc sĩ, cùng với sự kết hợp nhuần nhuyễn của kỹ thuật. Đấy, Trung tâm Thúy Nga đã muốn làm một cái giống như là một cái cầu từ bên Mỹ qua Việt Nam để mang tới những cái mới lạ cho chương trình Music Box của Trung tâm Thúy Nga, cho quý vị, những người yêu mến chương trình đã ủng hộ bấy lâu nay. Bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ nam ca sĩ Quang Dũng. Hôm nay Quang Dũng cùng với Đăng Trường cùng tham gia một chương trình rất là đặc biệt về âm nhạc của nhạc sĩ Lê Quang. Khi mà phải nói là trong cái thời gian Covid thì là Đăng Trường và Quang Dũng kẹt lại ở Việt Nam. Thành ra là giám đốc, chị Thủy giám đốc của Thúy Nga đã set up cho một cái buổi ngày hôm nay. Trước tiên là nói về nhạc sĩ Lê Quang, cái kỷ niệm mà Quang Dũng như Đăng Trường cùng với anh Lê Quang. Phải nói là vào những năm 90, 2000 là những cái thời gian mà phải nói là rực rỡ nhất của âm nhạc Lê Quang. Giống như là Trường là một bài hát gắn liền với Đăng Trường là Đi Về Nơi Xa, là một bài hát trong một Quang Dũng nhớ là trong một cái chương trình trực tiếp, coi như tối hôm đó trực tiếp xong là cả nước ngày hôm sau ai cũng hát Đi Về Nơi Xa. Nhạc sĩ Lê Quang thời đó là ngoài những nhạc sĩ có những bài hát hot nhất trong thời gian đó, cũng như là anh cũng biên tập
rất là nhiều những chương trình lớn nhất của Việt Nam, như là Duyên dáng Việt Nam, Làn sóng xanh, Một thoáng Việt Nam. Một thoáng Việt Nam. Đó là những chương trình mà tiêu biểu nhất của thời đó, thì là anh Quang là đã có phải nói là hơn 10 năm gắn liền với những chương trình tiêu biểu đó. Gần như là mỗi ca sĩ đều có những cái bài hát kỷ niệm và đưa tên tuổi của ca sĩ đến với khán giả. Ngoài Đan Trường, Bằng Kiều, Thanh Thảo, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, vân vân, Hồng Ngọc, Hồng Ngọc là những người ca sĩ mà luôn luôn mang ơn với nhạc sĩ La Quang, bởi vì anh đã dành những cái tâm huyết viết những bài hát cho mỗi chất giọng của mỗi ca sĩ. Chính vì điều đó mà đã 20 mấy năm qua thì anh em vẫn luôn có những cái kỷ niệm, vẫn luôn có những cái sự trao đổi, chia sẻ với nhau cho đến tận hôm nay. Và trong ngày hôm nay thì mặc dù là Đan Trường cũng như là Quang Dũng đang ở Việt Nam, nhưng mà vẫn hy vọng có một cái kỷ niệm thật là đặc biệt với nhạc sĩ Lê Quang, và xin được chúc anh nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và trong ngày hôm nay có một bài hát mà anh Lê Quang đã viết dành riêng cho Dũng, xin được hát lại và được tặng cho tất cả khán giả của Trung tâm Thúy Nga với chương trình Music Box. Bài hát được mang tên She, và xin mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây. Chia tay thôi, khi em nói là mình không chung đôi, khi em nói là tình sắp chia phôi, khi em nói là em đã đi rồi. Khi anh biết một mình anh đơn côi, khi anh biết một mình giữa đêm trôi, khi anh biết lời em nói trên môi, khi anh biết mình đã mất nhau. Em về giữa một chiều mưa răng răng buồn, ướt đôi bờ vai lệ em hay nước mắt tôi. Yên em lần cuối rồi mãi chia ly trọn đời, bước chậm chậm thôi để đường dài mãi em ơi. Đừng buồn em hơn, thầm mong em luôn yên bình. Nếu ta gặp nhau, tìm bàn tay sưởi ấm một bàn tới. Chúc em hạnh phúc dù đêm mưa ướt đường về. Hãy trả lời anh, em nghĩ gì khi em nói chia tay? Khi anh biết
một mình giữa đêm trôi. Khi anh biết lời em nói trên môi, khi anh biết mình đã mất nhau. Về giữa một chiều mưa giăng lắng buồn, ướt đôi bờ vai, lệ em hay nước mắt tôi. Tiếng em lần cuối rồi mãi chia ly trọn đời. Bước chậm chậm thôi để đường dài mãi em ơi. Sự buồn em hơn tay sưởi ấm một bàn tay, chúc em hạnh phúc dù đêm mưa ướt đường về. Hãy trả lời anh, em nghĩ gì khi em nói chia tay? Đừng buồn em hỡi, thầm mong em luôn yên bình. Nếu ta gặp nhau, tìm bàn tay sưởi ấm một bàn tay, chúc em hạnh phúc dù đêm mưa ướt đường về. Hãy trả lời anh, em nghĩ gì khi em nói chia tay? Cho Trường hỏi là bài hát này là anh Lê Quang đưa Dũng lúc năm nào ta? Khi vào những năm 2005 thì Quang Dũng thực hiện một series về những album một chữ, như là album chữ. Nguyệt, hay album quá. Yêu. Và khi thực hiện album về những bài hát khi khi đây là khi tình yêu luôn đến và khi cuộc tình đã ra đi thì nhạc sĩ Lê Quang đã viết dành riêng cho cái album này với chủ đề là khi. Thú thật là Đan Trường nghe bài hát này lần đầu tiên luôn á. Nhưng mà khi Dũng hát lên á thì cái lời và giai điệu là đúng chất anh Lê Quang. Chia tay mà giống như là chia tay trong sự ngọt ngào. Chia tay nhưng mà vẫn dành cho nhau những cái niềm hạnh phúc. Đúng dành rồi, cho nhau những... Và ngay sau đây Quang Dũng xin mời khán giả cùng nghe lại một bài hát, một kỷ niệm có lẽ là anh Lê Quang viết cho một người nào đó. Chưa ai hát hả? Có người ca sĩ khác hát. Ca sĩ hát rồi. Và anh Quang thì nhờ Dũng hát lại cái bài hát này. Là muốn nhắc lại một cái kỷ niệm, muốn gợi lại một kỷ niệm của anh Lê Quang. Xin mời quý vị cùng nghe bài hát được mang tên là Lời Từ Biệt Tình Yêu. Ta chia tay nhau, cuộc tình đâu giờ như cơn gió thôi. Em cứ đi về nơi biển vắng mình em còn sóng xô. Có lần em đi bên anh, mà như là em đi bên ai. Anh đã biết là em không còn nữa. Hãy nói đi em, nói lời từ biệt tình. Nói một lời để hết yêu thương, hãy nói một lời để mình hết tơ vương. Hãy nói một lời, lời đắng cay trên môi,
em sẽ quên và anh sẽ nhớ. Đến cuối cuộc đời tình mình mãi chia đôi, có hứa ngàn lời giờ cũng như vôi. Tiến bước người về tình đã phai phôi, hãy nói một lời, lời cuối trên môi. Ta chia tay nhau, cuộc tình đâu giờ như cơn gió thôi. Em cứ đi về nơi biển vắng, biển vắng mình em con sóng xô. Có lần em đi bên anh mà như là em đi bên ai. Anh đã biết là em không còn nữa, hãy nói đi em, nói lời từ biệt tình. Một lời để hết yêu thương, hãy nói một lời để mình hết tơ vương. Hãy nói một lời, lời đắng cay trên môi, em sẽ quên và anh sẽ nhớ. Đến cuối cuộc đời tình mình mãi chia đôi, có hứa ngàn lời giờ cũng như vôi. Tiến bước người về tình đã phai phôi, hãy nói một lời, lời cuối trên môi. Hãy nói một lời để hết yêu thương, hãy nói một lời để mình hết tơ vương. Hãy nói một lời, lời đắng cay trên môi, em sẽ quên và anh sẽ nhớ. Đến cuối cuộc đời tình mình mãi chia đôi, có hứa ngàn lời giờ cũng như vôi. Tiến bước người về tình đã phai phôi, hãy nói một lời, lời cuối trên môi. Cảm ơn Trường. Công nhận. Cảm ơn ca sĩ Quang Dũng, mà công nhận là làm mà mọi người đây bất ngờ hết, và chắc khán giả cũng bất ngờ. Mong rằng ở Việt Nam mọi người giữ sức khỏe, giữ sức khỏe trong mùa dịch COVID. Dạ, mau gặp lại nhau nha. Mau gặp lại nhau. Dũng về Việt Nam cái cũng là bị dính ở lại luôn. Dạ, thưa quý vị, là bài Khi thì Thảo biết rất rõ nội dung của câu chuyện, nhưng mà bài Lời Từ Biệt Tình Yêu thì hình như là Hiếu hát đầu tiên phải không anh? À, Lê Hiếu. Lê Hiếu chính là ca sĩ hát bài Lời Từ Biệt Tình Yêu đầu tiên, và chính từ cái bài hát đó và giọng hát của Lê Hiếu mà làm Thảo thích cái ca sĩ này luôn. Nam ca sĩ Lê Hiếu chính là một trong những người mà có cái chất giọng mà làm rất là quyến rũ và Thảo rất là thích. Và qua cái bài hát Lời Từ Biệt Tình Yêu, thì không biết cái bài Lời Từ Biệt Tình Yêu anh viết riêng cho Hiếu hay sao anh? Thì bài đó viết riêng cho Lê Hiếu mà. Ồ, hèn gì. Donny đóng giày. Đặt hàng. Hát một cái là hay liền. Nhưng mà cái vấn đề là anh thấy là cái bài nào mà dính vào ca sĩ nào em cũng biết là hay rồi đấy. Nữa chọc cứ em hỏi. Năm ca sĩ Thanh Thảo dành lắm ấy. Trời ơi, cái bài này là tại vì cái bài hay thiệt. Rồi bây giờ Quang Dũng hát lại rồi cũng, dạ, cũng rất là quyến rũ. Dạ, đó. Không, nhưng mà rõ ràng là mấy hôm nay trên Facebook của Thanh Thảo thấy đăng hình cũ, không là mình hiểu thôi. Đăng hết là cái hiểu bạn gì? Nào thì hiểu cái gì? Bạn nào cũng có mặt trong đó. Anh cũng có vậy. Dạ, anh là nhiều nhất luôn đó, là tại vì là anh em mình có cái thâm niên gặp gỡ và thân tình với nhau rất là lâu rồi, hơn 20 năm rồi. Và Thảo là một người mà rất là quý những cái thâm tình, thành ra là mọi người ngạc nhiên là trên Facebook của Thảo thời gian gần đây là thấy rất là nhiều hình ảnh cũ mà
hơn 20 năm mà Thảo vẫn giữ, bởi vì là đối với Thảo quý lắm, đó là những kỷ niệm quý giá mà là bằng album hình hết thưa quý vị, tức là hình chụp bằng phim đàng hoàng, có luôn cả ngày giờ, ngay cái góc như vậy nè. Xong rồi mỗi lần mà dù là em có thay đổi nhà hay em có định cư ở đâu thì em cũng ráng tha theo cả một cái thùng album hình giấy đó. Rồi, dạ rồi cái mùa Covid không có đi hát, ở nhà rảnh quá, thế là em lấy máy em chụp lại những cái tấm hình đó rồi em bỏ lên Facebook, vì em vui lắm, em hạnh phúc vì em nhìn lại được những cái điều đấy, mà không ngờ là các anh chị em đồng nghiệp nhìn thấy mình từ 20 mấy năm về trước, sao ai cũng wow, sao giữ hay quá vậy, wow, đúng không anh? Yeah. Em cũng không có hình, em chỉ có mỗi một album thôi. Nguyên album của anh Bằng Kiều luôn. Là biết là em thần tượng lắm. Biết tại sao không? Thưa quý vị, cho em bực mí nha. Mượn chương trình Music Box em bực mí cái này nha quý vị. Hồi em mới vô nghề đó, nhạc sĩ Đức Trí thực hiện cho em một album. Đó, album đầu tiên trong đời của em. Thì lúc đó anh Bằng Kiều anh nổi tiếng lắm. Cái anh Trí anh nói là anh sẽ ráng nhờ Bằng Kiều hát song ca với em một bài, bài của Đức Trí luôn, và cũng như yêu. Mà lúc đó là em không có tưởng tượng là ảnh nổi tiếng quá, em không có tưởng tượng ảnh có chịu nhận lời hát với em hay không. Nhưng mà cuối cùng hả, ảnh nhận lời, thưa quý vị, ảnh nhận lời mà ảnh hát bài và cũng như yêu với Thảo, hay dễ sợ luôn. Mà lúc đó Thảo mới vô nghề, Thảo còn non lắm, nhưng mà anh Kiều đó ảnh già dặn. Dạ, em nói già sao mà dặn. Dạ. Anh Kiều ảnh già dặn rồi, thành ra là ảnh có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc hát đó. Ảnh nương Thảo và ảnh tìm cách để ảnh làm sao ảnh bao bọc cái giọng hát non trẻ của Thảo lúc đấy để mà đẩy Thảo lên. Nên cuối cùng mà nếu quý vị nghe lại cái bài Và Cũng Như Yêu mà anh Kiều hát với Thảo thời mà Thảo mới vào nghề, sẽ thấy rằng là đây là một cái ca khúc rất là hay mà anh Kiều lúc đó là đã giúp đỡ ca sĩ trẻ rất là nhiều. Đó là kỷ niệm đầu tiên mà em nhớ về anh. Yeah. Bây giờ chắc anh quên rồi. Anh vẫn nhớ chứ, làm sao. Anh hát với người nào anh cũng nhớ mà. Dạ, đó là một kỷ niệm rất là thân tình giữa hai anh em. Yeah. Thì đó là những cái Thảo thì là quá dành về các nam ca sĩ, không có một người nào là Thảo không biết hết. Cái gì vậy? Em đang nói là rành những cái bài hát của nhạc sĩ Lê Quang. Trời ơi, có một bài mà em không rành đây nè. Bây giờ là chính là cái bài em không rành nè. Mà nhờ chương trình Music Box của Trung tâm Thúy Nga em mới có cơ hội hát đó. Chứ từ đó giờ là em không có biết bài hát này. Đấy, thấy chưa, là anh Quang lọt sổ hết một bài mà Thảo không hề biết. Đó là ca khúc Một Tình Yêu Vội Vàng. Dạ, và ngày hôm nay là nhân chương trình này em mới có cơ hội được hát bài này, mà đặc biệt song ca với người đầu tiên trong cuộc đời, trong cái album của em đó, đã giúp đỡ và nâng đỡ cho em, đó là ca sĩ Bằng Kiều. Vâng, ca khúc này thì Bằng Kiều cũng đã song ca với một nữ ca sĩ ở Trung tâm Thúy Nga là Minh Tuyết. Và ngày hôm nay thì Minh Tuyết và Thanh Thảo thì về độ xinh đẹp ấy thì ngang ngửa, nhưng mà về giọng hát ấy thì là Thanh Thảo là khàn, Tuyết là trong. Đấy, cho nên là ngày hôm nay quý vị sẽ nghe một cái version rất là mới, nó hoàn toàn khác biệt. Một tình yêu vội vàng. Anh Quang anh ấy lại khóc ở trong này, bảo đảm. Có không? Có khóc nào cũng à không, biệt ly. Không, từ biệt thì biệt nào ly có chữ khóc, bảo đảm với em. À vậy hả? Rồi đợi hát thử coi là có chữ khóc không anh ha. Dạ, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Một Tình Yêu Vội Vàng của nhạc sĩ Lê Quang. Mưa đã rơi trên con đường vắng, một mình anh về. Mưa vẫn rơi nghe như giọt sầu rơi suốt đêm thâu. Ngày mình bên nhau em đã thấy xa xôi niềm đau, và bây giờ anh đã nói lên câu giã từ. Trong tim anh như đang bật cho tình yêu đầu. Em đã đi trong hạnh phúc hay trong đơn đau? Vì tình yêu đó em đâu biết chỉ là dối gian, nhưng anh đã vội vàng nói câu biệt ly.
mà lòng nghe thương như anh. Tiếc cho mình vì tình yêu đã giữ xa. Biết em còn một tình yêu trong đáy tim, sao bây giờ em đành câm nín. Sống bên người rồi ngày kia anh có vui, có quay lại thì thời gian đã cuốn trôi. Nước mắt nào xin hãy khóc cho nhau, vì anh biết tan chia tay vì một tình yêu vội vàng. Mưa đã rơi trên con đường vắng, một mình anh về. Mưa vẫn rơi nghe như giọt sầu rơi suốt đêm thâu. Ngày mình bên nhau em đã thấy xa xôi niềm đau, và bây giờ anh đã nói lên câu ra từ. Đang bật khóc cho tình yêu đầu. Em đã đi, đi trong hạnh phúc hay trong đớn đau. Vì tình yêu đó em đâu biết chỉ là dối gian. Nhưng anh đã vội vàng nói câu biệt ly. Cho mình vì tình yêu đã giữ xa. Biết em còn một tình yêu trong đáy tim, sao bây giờ em đành câm đi. Sống bên người rồi ngày kia anh có vui, có quay lại thì thời gian đã cuốn trôi. Nước mắt nào xin hãy khóc cho nhau, vì anh biết ta chia tay vì một tình. Thời gian đã cuốn trôi. Nước mắt nào giờ xin hãy khóc cho nhau. Dạ xin được cảm ơn. Còn cái style này là khác hẳn đúng không? Dạ. Đúng rồi, style này là hoàn toàn là pop. Pop. Xin cảm ơn Trung tâm Thúy Nga và xin cảm ơn chương trình Music Box rất là nhiều. Xin cảm ơn chị Thủy, anh Thi bởi vì đã để cho Thảo trình bày lại cái bài hát này. Cảm ơn đặc biệt là nhạc sĩ Lê Quang và anh Bằng Kiều. Bây giờ em mới thấy rằng là cái bài này nó hay quá. Hy vọng rằng là quý vị đã thích anh Bằng Kiều với Minh Tuyết trong cái ca khúc này. Thì sắp tới quý vị sẽ thích thêm một version nữa, đó là anh Bằng Kiều và Thanh Thảo. Em mong rằng là sẽ có dịp được trình bày lại bài hát này với anh thêm nhiều lần nữa. Em thích bài này rồi đó nha. Không, bây giờ mày... nếu mà để mà mọi người nhớ, anh ấy đổi lại cái từ. Bây giờ nếu theo trend của mấy đứa nhỏ giờ phải là dùng từ là tình yêu say nắng. Nó mới đúng trend. Tình yêu say nắng. Một tình yêu say nắng. Nhưng mà thấy không? Lại có khóc. Phải, bài nào cũng khóc ầm lên. Không biết là bà Cam Thơ bà có hay khóc, bà cười mà đúng không bà? Bà cười hề hề à. Anh đâm ra. Bà chỉ hay tán thôi chứ bà không hay khóc. Bà cười. Ta nói rồi thì anh bà... nói với Kiều, nhạc sĩ á, cái gì người ta thiếu người ta mới viết lên nhạc. Đấy. Tức là không bao giờ vợ khóc thì ông phải tự khóc trong lòng. Vậy cũng được nữa hả? Dạ, thưa quý vị, nhắc tới nhạc sĩ Lê Quang thì có lẽ là quý vị nhớ ngay một cái ca khúc mà cũng là bài hát quốc dân nữa đó anh. Dạ, đi đâu cũng có ca sĩ hát.
Bảo sân khấu đảm. Nào cũng có người hát bài này hết. Mà cũng là một cái câu, cái tựa của bài hát cũng là một câu gọi là cửa miệng của dân mạng. Đúng rồi, đấy. Đấy, kiểu vậy đó. Cho nên là cái bài hát này thì nó quá nổi tiếng rồi. Và bây giờ thì lại là một sự gọi là bất ngờ vô cùng tận. Đấy, để chứng minh rằng sự yêu mến của ca sĩ đối với nhạc sĩ Lê Quang, đối với anh Lê Quang, thì bây giờ quý vị sẽ gặp gỡ một nam ca sĩ mà cũng là ở đầu bên tận Việt Nam. Với anh Lê Quang thì là Đăng Trường đã có quá là nhiều những bài hát gắn liền với nhạc sĩ Lê Quang. Và đó là mỗi album của Đăng Trường hình như là thời đó đều có những sáng tác của Lê Quang. Đúng rồi. Không những là những bài hát ảnh sáng tác mà còn những ca khúc nhạc Hoa Lệ Việt, nhạc nước ngoài Lệ Việt. Anh viết cho mình nữa. Mình phải nói là rất là có duyên với Lê Quang. Từ đầu năm 1997 mình mới đi hát. Một năm thôi là mình gặp anh Lê Quang liền. Lúc đó là ảnh là trong ban nhạc Gia Vàng. Đúng rồi. Ảnh giới thiệu mình một ca khúc. Anh nói là bài này anh hát nát luôn rồi Trường ơi. Giờ Trường hát lại cho anh đi. Và khi mà nghe bài hát này á, mình rất là thích. Có một cái gọi là linh cảm gì đó mà mình biết là mình hát bài hát này sẽ được khán giả biết tới. Ngộ chưa? Thì hay gì đó. Nhớ thì thời đó là để mà một ca sĩ gọi là trực tiếp trên truyền hình. Đúng rồi. Thì là bài Đi Về Nơi Xa. Đúng rồi. Như lúc đầu có anh Dũng có chia sẻ cùng với mọi người, cùng với khán giả là bài hát mà trong một đêm, là đêm hôm trước là trực tiếp, là sáng ngày hôm sau là cả nước ai cũng đi tìm cái bài Đi Về Nơi Xa. Đúng rồi. Một bài hát đó là một cái bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời hát của mình. Đúng rồi. Là mình nhớ hoài không quên. Cho tới bây giờ bài hát đó vẫn được mọi người yêu mến. Anh Lê Quang coi như là bây giờ vẫn đi show, vẫn đúng rồi. Bài hát Đi Về Nơi Xa. Vẫn Đi Về Nơi Xa cho diễn, dù diễn ở đâu, diễn các tỉnh hoặc là diễn ở nước ngoài cũng được yêu cầu. Mà ngày xưa đi hát là cũng không có phải như là như bây giờ. Ngày xưa là nhiều khi mình đi hát là mình phải gắn liền với ban nhạc. Đúng rồi. Mỗi nghệ sĩ đều đúng cùng rồi. Với ban nhạc gắn liền với nhau. Đúng rồi. Có những năm mà nguyên một ban nhạc cùng với ca sĩ, nghệ sĩ đi diễn ở châu Âu hay là châu Úc. Mà Đăng Trường là có duyên với Lại Dũng rất là nhiều. Nhớ không? Hai anh em đi hát rất là nhiều. Nhiều nơi ha. Ở đâu mà, có mặt mà đó. Ngày xưa đi hát là phải nói là mỗi lần đi là 2-3 tuần. Rồi tất cả ca sĩ, ban nhạc, nghệ sĩ là trên một cái xe bus. Rồi mang những cái nồi cơm điện, cá kho, mì gói. Đi xuyên suốt vừa. Ví dụ như là đêm hôm nay là mình hát ở Đức, thì là đêm hôm sau là hát ở bên Pháp. Thì vừa hát xong show là tất cả nghệ sĩ là lên trên xe hết. Đúng rồi. Là đi khoảng là 13 đến 15 tiếng. Mà cái thời đó thì là lúc đi châu Âu là toàn là đi là mùa đông không à? Mùa đông. Tuyết thì trắng xóa, đi xuyên biên giới luôn. Mà công nhận là mình cảm thấy là sức của mình cũng hay ví dụ ha. Mà mình đi mỗi lần đi ví dụ như là 2 tuần thì mình đi hết 12 show. Không ngày nào nghỉ. Nó như khác là ở bên Mỹ. Ha. Bên Mỹ thì mình phải bay đi. Bên Mỹ là hát cuối tuần nè, hoặc là đúng dịp lễ nào đó chỉ hát 1-2 ngày thôi. Cứ không cứ giống như là một cái tour của châu Âu là hát liên tục mỗi ngày vào những cái mùa Giáng sinh, mùa cuối năm. Mình hát nào mà... Công nhận giờ nhắc đến nó kỷ niệm kinh khủng. Ngày xưa đi hát vui, thành ra là người ca sĩ, nghệ sĩ thời đó nó gắn liền với ban nhạc là vậy. Đúng rồi. Chứ không phải như là bây giờ là nhiều khi đi hát là cứ mỗi người bay theo mỗi kiểu, mỗi người đến mỗi giờ. Đúng rồi. Tới giờ thì xuống hát. Đúng rồi. Ngày xưa là cứ tất cả phải lên trên xe hết. Có xe 50 chỗ hay là 30 chỗ gì tất cả ngồi. Mà chỉ có là những cái chuyến lưu diễn như vậy á, thì mình mới có dịp ở chung với nhau. Mình ăn uống chung, mình ngủ chung cái sạn, rồi mình có dịp nói chuyện hồi nhiều vui. Hơn hồi vui ha, vui. Có nhiều kỷ niệm, tuy mệt nhưng mà vui. Và lần đầu tiên Đăng Trường đến với chương trình Music Box cũng như là của Trung tâm Thúy Nga, thì cũng rất muốn gửi tới những bài hát hay của nhạc sĩ Lê Quang. Thì sau đó lựa chọn thì rốt cuộc thì chọn một ca khúc mà đã gắn liền tên tuổi của Đăng Trường với anh Lê Quang. Và với ca khúc Đi Về Nơi Xa thì có rất nhiều version, thì cũng lại chọn lựa lần nữa. Thì rốt cuộc là chọn lại cái version đầu tiên lúc khởi nghiệp ca hát của mình. Đăng Trường cũng xin cảm ơn ban nhạc Brother đã đánh bài hát này với cái version cũ, nhưng mà tiết tấu nó hay hơn và mới hơn.
thôi bây giờ nãy mình giới thiệu rồi, bây giờ thôi, bây giờ cái câu chuyện của Đi Về Nơi Xa hãy để cho nó tự nhiên và chúng ta cùng thưởng thức một giọng hát đã làm nên tên tuổi của bài hát và cũng như là làm nên tên tuổi cho chính giọng hát của mình. À, bài hit này vừa hit giọng hát vừa hit ca sĩ luôn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Ba-bam. Trong bóng đêm tôi về ôm cuộc tình lẻ loi, biết em về đâu mùa hạ, hỡi em về đâu mùa đông. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau. Ôm giá băng muôn trùng đi tìm cuộc tình xưa, lá thu về đâu xào xạc, ngỡ em về đây mùa đông. Dòng sông xưa trôi mãi, với anh chỉ còn nỗi đợi chờ. Gọi em trong thương nhớ, em ơi có về nơi đây. Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này. Dòng sông cũ vẫn cho cô đơn anh ngồi nơi đây. Và em đã bước đi không còn quay về. Về nơi xa tình lẻ loi, biết em về đâu mùa hạ, hỡi em về đâu mùa đông. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi muộn phiền. Bài thơ xưa anh viết cho em chỉ còn nỗi đau. Ôm giá băng muôn trùng tìm cuộc tình xưa, lá thu về đâu xào xạc, ngỡ em về đây mùa đông. Dòng sông xưa trôi mãi, với anh chỉ còn nỗi đợi chờ. Gọi em trong thương nhớ, em ơi có về nơi đây. Tìm đâu thấy chân em về nơi này, dòng sông cũ vẫn cho cô đơn anh ngồi nơi đây. Và em đã bước đi không còn quay về. Đi về
nơi xa. Bài Tù hát hay mà còn trẻ đẹp nữa. Câu hát mà trong bóng đêm tôi về là phải nói là nó rất là xúc động. Đúng là một cái bài hát nó cả một cái một thời mà linh hồn của một thời. Khi mà mình hát bài hát này á, mình cũng đã đặt rất là nhiều tâm trạng vào cái khúc này. Và khi mình được mọi người yêu mến á, mình càng hạnh phúc hơn. Đan Trường còn nhớ khi mà hát một lần ở ngoài sân vận động, tất cả mọi người cùng giơ tay và hát theo với mình. Vào cái thời đỉnh điểm đó, mình còn phải nói là một cái cảm giác mà không bao giờ mình kiếm lại được. Và trong cuộc đời ca hát của mình thì lại có nhiều bác của nhạc sĩ Lê Quang. Một ca khúc nữa mà mình cũng rất là cảm ơn cho Lê Quang đã cho mình, đó là bài hát mình đã đạt rất là nhiều giải thưởng, đó là bài Dòng Máu Lạc Hồng. Dòng Máu Lạc Hồng. Trong chương trình hôm nay thì phải nói là giám đốc của trung tâm chọn lại những cái bài hát đã gắn liền với mỗi ca sĩ mà nhạc sĩ Lê Quang đã viết dành tặng. Đúng là cái người nhạc sĩ mà khi mà viết một bài hát cho một ca sĩ, nó đúng hơn là gọi là đôi ni đóng giày, đúng không? Thì phải nói là họ bắt được cái tông và cái nhịp thở của cái người nghệ sĩ đó. Chính vì thế mà Dũng thấy là khi nhắc đi về nơi xa thì phải là Đan Trường, không ai khác được. Mà cái đó cũng là cơ duyên nha. Tại vì mình là một ca sĩ đầu tiên chưa ai biết tới và cũng chưa có dịp hát cho anh nghe, mà anh đưa bài hát đó cho mình là tự nhiên đúng cái một phát là ăn ngay luôn. Ý là Trường nói chứ là anh Quang với anh Linh chắc là anh âm thầm ở nhà đã nghe Trường hát rồi. Anh hát hàng đêm, bằng nhạc của anh đó anh hát hàng đêm. Cảm ơn Đan Trường rất nhiều. Một bài hát đã theo anh em mình cũng mấy chục năm. Mà Trường cũng bây giờ không thống kê được là hát bao nhiêu lần bài hát đi về nơi xa này đâu. Chắc là phải cả triệu lần. Trong cái thời buổi này mà khi mà được lời mời của Music Box cũng như trung tâm tiếng Nga, thì rõ ràng là không bao giờ mình dám tính trong chẳng hạn như Quang Dũng có đây thì đơn giản rồi. Đan Trường có đây thì đơn giản, nhưng mình cũng không dám tính là sẽ có mặt trong đó. Cái buổi hôm nay của anh em mình thì Lê Quang chỉ gọi về thăm dò, gọi là thăm dò, nói là gọi cho anh Tuấn, nói là sắp có cái chương trình vậy và muốn có Đan Trường trong xuất hiện trong chương trình này. Thì anh Tuấn nói một câu rất là dễ thương là riêng đối với Lê Quang thì không cần phải nói gì nhiều. Anh và Đan Trường sẵn lòng. Và một lần nữa xin cảm ơn Đan Trường và anh Hoàng Tuấn đã có mặt trong chương trình hôm nay. Và kính thưa quý vị, nãy giờ thì quý vị vừa mới thoáng thấy một bóng hồng ngồi cạnh anh Quang. Đó chính là bà xã người nâng khăn sửa túi duy nhất của anh Lê Quang cho đến giờ phút này. Xin quý vị gặp gỡ với nữ ca sĩ Cam Thơ. Cam Thơ xin chào Bằng Kiều, Thanh Thảo và chào tất cả quý vị khán giả. Không chào ông xã. Quên ông xã. Ông xã ngồi đây gặp nguyên ngày rồi quên chào luôn. Ok. Ngày hôm nay thì có mặt ở đây là quá vui rồi. Quý vị biết không, mặc dù là tên là Cam Thơ nhưng mà chị Thơ hôm nay là hồng, thiệt là hồng vậy đó, một bóng hồng của anh Quang. Và Thảo thì đang rất là hồi hộp, không biết là bà xã anh Quang hôm nay sẽ trình bày ca khúc nào, bởi vì anh Quang có rất là nhiều bài hát viết cho rất nhiều ca sĩ. Nhưng mà em thắc mắc một chút nha anh nói thiệt đi, là có bao giờ anh viết một bài gì đó cho riêng bà Thơ không? Đó, câu này mới khó. Câu này mới khó nè. Đấy, ông cũng có chứ. Chẳng hạn như là bài Những Mùa Xuân Dịu Dàng. Đấy, tức là bà rất là dịu dàng. Không mùa xuân tới, anh nói mùa xuân chứ anh không nói Cam Thơ. Anh nói là Những Mùa Xuân Dịu Dàng. Và cái bài là cái bài gần như không phải viết riêng, nhưng mà cũng gần như khi là cũng là anh viết là anh nghĩ tới
đúng không? À đúng rồi. Uh-huh. À, là bài Theo bóng hoàng hôn. Theo bóng hoàng hôn. Ừ. À, một bài hát hay, em nhớ bài hát đó của anh. À, thì chị Thơ là rất là nhiều lần em biết là chị Thơ trình bày những cái bài hát của anh Quang theo cái cách của chị Thơ. Và truyền đạt cái cảm xúc rất là đặc biệt ở chỗ rằng là có thể là chỉ cảm nhận nhạc của Lê Quang theo một cách rất khác và rất là Cam Thơ. Cho nên ngày hôm nay thì Thanh Thảo không biết là chị Cam Thơ sẽ chọn bài hát nào của anh Lê Quang để trình bày trong chương trình Music Box. À, trước khi trả lời câu hỏi của Thanh Thảo thì Cam Thơ cũng nói thêm là hôm nay cũng rất là hân hạnh được chương trình Music Box mời lên đây với tư cách là ca sĩ hát nhạc hà của nhạc sĩ Lê Quang. Hồi lúc trước thì cũng có làm việc với chị Thủy nhưng mà là bà Tám chứ không phải là ca sĩ. Hôm nay là được hân hạnh được làm ca sĩ thì phải hát thôi. Bài gì? Yeah. Quan bài, trọng là bài gì dạ? Bài Lạc Mất Em. Wow. Bài này biết cho ai mà tự nhiên. Cái bài này lớn chuyện lắm. Nếu mà nói ra nó lớn chuyện lắm. Vậy hả? Bây giờ thì chắc có lẽ là phải mời quý vị thưởng thức Cam Thơ với bài hát Lạc Mất Em của nhạc sĩ Lê Quang. Rồi từ đây anh hỡi lạc mất anh rồi lạc cả một đời em, một đời em mãi đi tìm, một đời chôn kín nỗi niềm, một đời em vui sâu trong thương nhớ. Đường vắng em về, người ơi có biết quanh chén rượu đầy mình em uống để say tình hay dối gian mình để làm một kẻ đau tình, thì anh ơi đừng để ta lạc mất một trái tim. Trái tim vẫn còn chờ một trái tim, giờ em chỉ biết là yêu anh trong tuyệt vọng. Em giận mình tại sao không nói trước, để bây giờ mình em với cô đơn đêm ngày mong. Đừng trách rằng tại sao em không nói, để bây giờ mình mãi lạc mất nhau. Muộn rồi, muộn rồi, phải không anh? Em uống để say, say tình hay dối gian mình để làm một kẻ đau tình, thì anh ơi đừng để ta lạc mất một trái tim. Một trái tim vẫn còn chờ một trái tim, biết là yêu anh trong tuyệt vọng.
giận mình, tại sao không nói trước để bây giờ mình em với cô đơn đêm ngày mong nhớ. Người đến đây xin một lần, người đến đây dù trong giây phút cũng làm tim em như ngừng đập. Đừng trách rằng tại sao em không nói để bây giờ mình mãi lạc mất nhau. Muộn rồi, muộn rồi, phải không anh? Người đến đây xin một lần, người đến đây dù trong giây phút cũng làm tim em như ngừng đập. Chết rằng tại sao em không nói để bây giờ mình mãi lạc mất nhau. Muộn rồi, muộn rồi, phải không? Anh đàn em hát cũng kinh đấy. Dạ. Mà cảm xúc rất là tràn trề, anh thấy kinh không? Khủng. Rõ ràng như là Thảo nói đó, là chị Cam Thơ chỉ truyền đạt nhạc của Lê Quang một cái cách rất là khác hẳn tất cả các ca sĩ khác. Nhưng mà em hỏi thiệt chị nha. Câu hỏi khó nữa nè anh nè. Có bao giờ anh chị lạc mất nhau chưa? Hình như cũng có chút chút. Có bao giờ anh chị lạc chục, mất nhau lạc chưa? Lạc chút xíu mấy đi tìm cái năm... có liền. Ờ. Vậy hả? Chán sợ, phải lạc lâu lâu cũng được nha. Mấy chục năm làm gì có chuyện không lạc. Nhưng mà và cái điều quan trọng ấy là ngày hôm nay ấy, Cam Thơ bà ấy thể hiện rất rõ là một cái người mà đứng đằng sau anh Quang, là một cái sự gọi là đứng đằng sau người đàn ông thành công là phải là có hình bóng người phụ nữ. Thì đấy, ngày hôm nay bà rất là nền nã và rõ chỗ nào vậy? Ngày hôm nay bà nền nã dịu dàng, bà nền nã dịu dàng, mùa xuân dịu dàng. Bà nhưng mà em chơi là... chơi một cây hồng rực rỡ. Tên Cam Thơ mà mặc màu hồng lè vậy đó. Hôm nay là đi hát mà không có kim sa phục lụ nha. Hôm nay đặc biệt lắm á. Ồ vậy hả? Bình thường là gắn kim sa đầy vậy luôn hả? Bình thường là nguyên cái áo kim sa phục lụ. Hôm nay em thấy là... chị lồng lộn lắm rồi đó chị Thơ. Đây là nền nã nhất của bà rồi đấy. Đấy thấy chưa? Là chìm lắm rồi đó. Ôi trời đất ơi. Tại nghe nó có Thanh Thảo đâu dám chặt chém đâu. Nữa. Người ta búp bê lận mình mới hoa hậu chưa có đậu. Dạ chị Thủy ơi, hình như hôm nay em tham gia chương trình mà em quên coi ngày. Nãy giờ em bị tấp quá vậy. À, thưa quý vị, nói vậy thôi chứ Thảo có cái thâm tình với lại hai vợ chồng anh Quang và chị Thơ rất rất lâu. Và phải nói rằng là đã từng cùng với nhau có những buổi ngồi tâm sự thâu đêm suốt sáng. Rồi cũng đã biết được rất là nhiều những cái câu chuyện về anh chị. Và tới ngày giờ này thì vẫn ngưỡng mộ là anh chị vẫn nắm tay nhau để bước tiếp trên đoạn đường đời. Khó lắm thì, đấy chứ không phải đùa. Dạ, vợ là ca sĩ, chồng là nhạc sĩ, khó lắm, nó nhiều gọi dạ. Là em nói mà em còn cảm thấy là người em nó gai gai đó. Phần phường thôi. Thật sự rất là ngưỡng mộ. Nhiều sức hút lắm. Ở bên dạ. ngoài. Dạ, và Thảo biết được rằng là đối với anh Quang thì chị Thơ rất rất là quan trọng. Và thời gian gần đây có lẽ là càng quan trọng hơn nữa. Khi mà Thảo thì ở Mỹ cho nên là mặc dù rất là gần anh Quang. Nhưng có một điều đó là thực sự mình không biết được có lần anh đã bệnh như thế nào. Và chính Quang Dũng là người lại nói ngược lại với em rằng là Thảo ơi, từ em Việt thăm Nam, anh Quang dạ. Từ Việt Nam nói vọng đấy, sang. Cho nên là phải nói rằng là mình cũng rất là ngạc nhiên là... Anh cũng thế, dạ. ở đây nha, thì mình ngay sát kế mà không nghe mà đồn. Không nghe đồn gì hết mà đồn phải từ Việt Nam. Phải bên Việt Nam dạ. nói vọng sang. Đấy, Dũng, Quang Dũng chính là người hỏi em là Thảo ơi em đi thăm anh Quang chưa? Anh Quang như thế nào rồi? Em còn ngạc nhiên, sau đó em mới kiếm chị Thơ. Em hỏi, đó thì thành ra em biết được rằng là gần đây nhất
thì chị Thơ lại càng quan trọng hơn đối với anh Quang, vì là trong lúc mà sức khỏe anh không tốt thì chính người phụ nữ này là người phụ nữ bên cạnh chăm sóc. Và bản thân em hay là quý vị khán giả cũng rất là muốn biết cái khoảng thời gian đó đối với chị Thơ khó khăn như thế nào, hay là có cái cảm xúc như thế nào, chị có thể chia sẻ không? Vâng, thì cũng rất là bất ngờ khi mà anh Quang qua đây. Thường thường là anh qua khoảng một tháng là cao à. Anh qua đây xong anh đi về. Thì vừa rồi là Tết, anh qua ăn Tết. Thì Tết mấy năm gần đây là Tết là anh qua, anh ăn Tết với Cam Thơ với lại con gái. Thì tự nhiên đột ngột không biết tại sao tự nhiên anh bị bệnh. Giống như anh bị bệnh một cái bệnh rất ngộ mà mình không biết tại sao. Cuối cùng là khám ra thì bị stroke nhẹ. Giống như là bị một cái mạch máu đó, nó bị giống như là, thì người ta nói là stroke nhẹ đó. Cho nên là như là một bất ngờ lắm. Một cái rào cái đang khỏe mạnh đó, tự nhiên cái đùng một cái ảnh tự nhiên yếu dần mà không biết là bị stroke luôn. À. Không biết luôn. À, tức là không tưởng tìm là ra mình, nguyên nhân tưởng là ảnh bị rối loạn tiền đình. Đó, tưởng anh rối loạn giống như lớn tuổi nó bị rối loạn chóng mặt này kia, nghĩ là vậy. Tai biến nhẹ. Cho nên mình không biết là tai biến. Cuối cùng càng ngày ảnh bị càng yếu chân á, yếu á. Cho nên mình đi vô bệnh viện thì là mới phát hiện ra là bị tai biến nhẹ. Cũng may mắn là nhẹ, cho nên tới bây giờ thì cũng mấy tháng rồi, mùa Covid này kia xong rồi ở nhà dưỡng thương này kia, dưỡng bệnh luôn, xong thì bữa nay ảnh thì cũng ok rồi. Cũng cảm ơn trời Phật Chúa đã phù hộ cho sức khỏe của ảnh được bình phục lại. Nói chung là thì cái câu chuyện về bệnh, một cái sự cố đi, nói sự cố về sức khỏe của mình thì là điều đó cũng là một cái thử thách cho mình. Thử thách cho mình và là cái thử thách cho Lê Quang nha. Nghĩa là mình không được ý y nữa. Không được ý y tại Lê Quang cũng hơi xài hơi phung phí sức khỏe quá. Tuổi trẻ cũng xài nhiều nên vậy là giờ là mình không được ý y, và cũng nhờ cái câu chuyện sự cố đó thì Lê Quang ở Mỹ lâu nhất từ đó đến giờ, gần 7 tháng từ tháng 1 đến giờ. Và cũng qua cái sự cố đó thì có cái đêm hôm nay. Rồi có cái đêm hôm nay ở lâu quá thì rõ ràng thì cũng nhờ Trung tâm Tiếng Nga và cũng nhờ Facebook mời anh Lê Quang lên đây để có dịp tâm tình với khán giả, cũng để chào khán giả, để mọi người thấy mình cũng lâu quá không xuất hiện ở Việt Nam mà không biết như thế nào. Thì qua đây cũng là xin cảm ơn tất cả những lời hỏi thăm của tất cả khán giả, anh em bạn bè và khán anh giả, anh em bạn bè, ca sĩ, tất cả mọi thứ rất là lo lắng cho Lê Quang. Nhân đây Lê Quang xin một lần nữa cảm ơn tất cả, và cảm ơn tất cả những người có mặt trong hôm nay. Đặc biệt là bà xã kìa bà. Đặc biệt là bà Hồng Thơ, hôm nay là Hồng Thơ. Cảm Thơ thì nói chung là cảm ơn cả đời rồi. Nên vậy là ok, thì qua đây thì nói chung là thông báo là mọi người là tác giả đi về nơi xa là chưa đi về nơi xa. Chưa có được đi về nơi xa. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Bây giờ thì quý vị cũng bọn em và Thanh Thảo cho anh thay mặt em luôn là chúc anh càng ngày càng bình phục 100% trở lại sức khỏe để tiếp tục cống hiến, tiếp tục viết nhạc, tiếp tục biểu diễn, đánh đàn, nói chung là hoạt động nghệ thuật vẫn hăng say và sức khỏe ngày càng tốt đẹp hơn. Chúc anh với Cam Thơ lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc bên nhau, nắm tay nhau đến cuối đời, đến khi nào đi về nơi xa thì thôi. Và phải nói là cảm ơn tất cả quý vị khán giả là đã ngày hôm nay đã cùng tâm tình cùng nhạc sĩ Lê Quang trên kênh của Thúy Nga Music Box. Và xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Hôm nay là Bằng Kiều, Quang Dũng, Đan Trường, Thanh Thảo và đặc biệt là Cam Thơ xin nói lời cảm ơn quý vị.
Cẩm Thơ cũng xin được cảm ơn Trung tâm Thúy Nga đã tạo điều kiện cho em lên đây để hát tặng cho quý vị khán giả của chương trình Music Box. Thì cũng xin được chúc tất cả mọi người được sức khỏe và luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin cho Đăng Trường cũng như là Quang Dũng được gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Thúy Nga đã cho hai anh em cái cơ hội. Trước tiên là hát những cái bài hát của nhạc sĩ Lê Quang, cũng như là gợi lại những cái kỷ niệm thật là sâu sắc, thật là đáng nhớ về những ngày tháng đầu tiên khi mà đi hát cũng như là đi show khắp nơi. Những bài hát của nhạc sĩ Lê Quang trong chương trình này thì cũng rất là hy vọng sẽ mang cho Lê Quang một cái tinh thần mới, một cái tinh thần của hôm nay, như là động viên anh có được nhiều sức khỏe, niềm vui trong đời sống và hạnh phúc bên gia đình. Như là một lời chúc gửi đến khán giả một ngày vui, một ngày tràn đầy hạnh phúc. Và bây giờ xin mời quý vị upbeat một tí với anh em chúng tôi với bài hát cực kỳ máu của anh Lê Quang. Xin mời ban nhạc. Mình anh vẫn giá bao năm
VND Gel hân hạnh đồng hành cùng chương trình, đặc biệt với những mặt hàng mới như khẩu trang và hand sanitizer. Mua trên $30 sẽ được free shipping. Mọi chi tiết xin vào dndgel.com.